Những ngày qua, hơn 50 cán bộ chiến sĩ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố đã có mặt tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, nơi đang là điểm nóng của dịch COVID-19, với hàng trăm ca dương tính xuất hiện trong các kiệt hẻm từ sự chủ quan của người dân địa phương. Đối mặt với nguy cơ lây nhiễm rất cao, các anh đã ngày đêm tuần tra canh gác, tuyên truyền vận động người dân nêu cao ý thức phòng chống dịch. Địa bàn phường Tam Thuận có đến 28 kiệt hẻm nhỏ, bề ngang chỉ rộng từ 1 đến 2 mét. Do đặc thù nhà nhà sát nhau, người dân qua lại, tụ tập nói chuyện, giao lưu, nên từ đầu đợt dịch lần thứ tư của thành phố đến nay, khu vực này đã có đến 139 ca dương tính với 105 người diện F1. Qua 2 tuần thực hiện quyết định 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ai ở đâu thì ở yên đó, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ COVID cộng đồng của phường Tam Thuận thực sự quá tải với nhiệm vụ tuyên truyền, cung ứng lương thực, thực phẩm cho hàng ngàn hộ dân. Cái khó khăn cho bộ đội á, là anh em là không thể đứng lại một chỗ. Tại vì các kiệt hẻm nó là ngóc ngách, cái tầm quan sát là rất là hạn chế. Cho nên là anh em là phải đi qua, đi lại và vận động liên tục. Các lực lượng thường xuyên đến nhắc nhở bà con chấp hành theo cái việc tránh tụ tập đông người. Anh em được giao nhiệm vụ đi làm thì trên tinh thần trách nhiệm của một người cán bộ đảng viên của lực lượng vũ trang thành phố thì luôn ra sức là coi như nỗ lực quyết tâm cùng với lại thành phố đẩy lùi cái dịch bệnh. Xác định đây là nhiệm vụ chống dịch cấp bách, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố phối hợp với lực lượng công an suốt 3 ngày qua đã tổ chức tuần tra dọc các con hẻm, tuyên truyền, vận động và kiểm soát người dân không ra khỏi nhà để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia đều đã được tiêm phòng vaccine mũi 1, đảm bảo trang bị phòng hộ an toàn khi thực hiện nhiệm vụ. Từ cái ngày mà có quân đội về, họ đã góp một phần rất là thiết thực. Họ đã quán xíu những cái công việc mà có phần là vất vả hơn, nặng nề hơn. Cho nên chi bà con chúng tôi cũng vừa là yên tâm mà cũng vừa rất là cảm ơn. Tôi tin tưởng rằng sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang của thành phố sẽ có những diễn biến tích cực, góp phần có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch ở địa bàn phường Tam Thuận chúng tôi. Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã góp phần hỗ trợ tích cực, san sẻ những khó khăn, vất vả của địa phương giữa những ngày căng thẳng của dịch bệnh. Vượt qua gian nan thử thách và nguy cơ có thể lây nhiễm bất cứ lúc nào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố ngày đêm xung pha nơi tuyến đầu tâm dịch, thể hiện phẩm chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.